sinh ra con nơi đó Quảng Bình, mảnh đất dài gánh hai đầu đất nước, đất như người sống biệt cứu ma. Gió lao thổi cứ nông nan nắng lửa, bỏng rát một thời cắt cỏ chăn trâu. Xuống đông mò cua bắt cá, mẹ lên rừng hái rau mà rau mới, mẹ lên rừng hái rau mà rau mới. Chăn chứa tình đời trong câu ca nốt nhạc, nên một người tiếng hát hát tiếng bò Quảng Bình người ơi, số nặng nghĩa tình. Kính bái chư tiên tổ đặng tộc Kinh Châu, ấn dương dục so tày non thái, đức sinh thành sánh tựa đại dương, công tiền nhân đã mở lối khai đường, gây cơ nghiệp lưu truyền bao thế đại. Quý nghĩ rằng ăn quả nhớ ơn người trồng trỉa, uống nước trong tưởng đến công người khơi mạch tìm nguồn, xây dựng từ đường đẹp đẽ khang trang là ước nguyện của bao thế hệ cha ông và cháu con đặng tộc. Nhờ phúc ấm tổ tiên và cháu con đồng tâm hiệp lực, sự giúp đỡ của chính quyền, bà con và những tấm lòng bè bạn gần xa,
Đến hôm nay nhà thờ họ đã lộng lẫy nguy nga, ấm dạ tiền nhân, thỏa lòng con cháu. Hôm nay trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu, hậu duệ chúng con tề tựu về đây, xin nghinh thỉnh tổ tiên an vị từ đường, để cháu con chăm chút khói hương và nguyện cầu chư tiên linh siêu thoát linh hồn nơi cõi vĩnh hằng khói hương hư ảo. Dưới mái ấm từ đường linh nghiêm, chúng con xin đốt nén hương lòng, kính dâng lên chư tiên linh lời tri ân sâu xa để gọi chút lòng hiếu thảo. Ngưỡng nguyện tổ tiên phù hộ sự thịnh vượng an khang may mắn tốt lành cho con cháu và ban cho hậu duệ chúng con hồng phúc diên niên. Kính bái. Chuẩn bị cắt băng khánh thành. Nghi lễ cắt băng khánh thành. 1, 2, 3, bắt đầu. Xin kính mời quý vị đại biểu, bà con nội ngoại và tất cả những người yêu quý đặc tộc Tân Châu lên dâng hương. Xin kính mời các vị khách quý cùng toàn thể con cháu trong dòng tộc họ Đặng, chúng ta ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị thực hiện phần lễ chào mừng khánh thành nhà thờ họ Đặng. Ban tổ chức buổi lễ xin gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị,
cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ, có tông. Việc xây dựng nơi thờ tự để thờ phụng các bậc tiền bối là nhu cầu chính đáng, đã trở thành nếp sống văn hóa của người Việt Nam, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, là đạo lý làm người, là thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với tiên linh tổ phụ của mình. Bao tháng ngày mong đợi, đến hôm nay trước mặt chúng ta là ngôi nhà thờ tiên tổ lộng lẫy uy nghiêm, ấm lòng tổ tiên và mát già cháu con nội ngoại. Thật đúng là ao ước bao năm mãi đợi chờ, hôm nay vui đến ngỡ trong mơ. Nhà thờ đàn tộc uy nghiêm đó, con cháu về đây mãi phùng thờ. Trong không khí vui mừng phấn khởi, ấm áp, trang nghiêm của ngày Tết Trung Nguyên và lễ Vu Lan báo hiếu, với tấm lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, hôm nay hậu duệ đảng tộc Kinh Châu chúng tôi tụ hội về đây kính cẩn dâng hương long trọng khánh thành nhà thờ tổ. Đến dự với buổi lễ của họ tộc chúng tôi hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và chào mừng đồng chí Trương Thanh Lam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Châu Hóa; đồng chí Phan Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hóa; đồng chí Trương Minh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Hóa, cùng các đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đại diện cấp ủy và lãnh đạo thôn Kinh Châu. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng các vị đại diện họ Nguyễn, họ Phan và các dòng họ trong làng đã bao đời cùng họ Đặng chúng tôi khai cơ lập nghiệp, sinh sôi nảy nở trên mảnh đất Kinh Châu thân yêu này. Rất vui mừng và trân trọng đón chào vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo họ Minh Tú đã đến dự và chung vui cùng họ tộc chúng tôi. Xin trân trọng giới thiệu và chào mừng ông Dương Văn Thanh, Giám đốc Công ty Châu Thành, ông Nguyễn Đức Long, Giám đốc Công ty Hoàng Long, ông Lương Minh Tính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Bình, cùng các cán bộ, nhân viên của công ty đã đến với ngày đại lễ của họ tộc chúng tôi với tất cả tình cảm trân trọng, gắn bó, yêu thương như tình cảm gia đình ruột thịt. Xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn Chư Tôn Đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Bình cùng các chư tăng chùa Phước Sơn đã về đây chủ trì lễ cầu siêu cho tổ tiên đảng tộc Kinh Châu. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Duệ, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù Phong Châu, cùng các ông bà, các anh, các chị trong câu lạc bộ đã đến chung vui, mang theo làn điệu ca trù, một di sản văn hóa truyền thống của quê hương, thấm đậm hồn cốt cha ông, hồn thiêng sông núi. Đến dự với lễ khánh thành hôm nay có các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình, những nghệ sĩ của nhân dân đã nhiều năm gắn bó với quê hương, với đồng tộc Kinh Châu, hôm nay lại về đây mang theo những vũ điệu, lời ca để nhân lên niềm vui, lòng tự hào của chúng tôi, của tất cả chúng ta về quê hương tiên tổ. Xin chân thành cảm ơn và chào mừng sự có mặt của các anh chị kiến trúc sư, chủ thầu xây dựng, nghệ nhân, đội ngũ thợ thi công công trình, những người đã trực tiếp làm nên công trình thế kỷ này. Hội đồng đảng tộc Kinh Châu và bà con ở quê nhà rất phấn khởi và xúc động chào mừng các ông Đặng Thanh Huấn, Đặng Công Thành, Đặng Văn Lệ, đại diện Hội đồng đảng tộc Kinh Châu ở ba miền Bắc Trung Nam, cùng bà con, chú bác, anh chị em, con cháu dâu rể nội ngoại từ khắp mọi miền của đất nước đã về đây làm cho buổi lễ càng thêm ấm cúng, linh nghiêm, thắm đượm nghĩa tình của dòng tộc. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Thái Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đảng tộc Kinh Châu lên trình bày diễn văn khánh thành nhà thờ tổ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, các vị đại diện các họ tộc anh em, thưa tất cả bà con nội ngoại, dâu rể của đặng tộc Kinh Châu. Trong không khí vui mừng, phấn khởi, ấm áp, tôn nghiêm của ngày Tết Trung Nguyên và lễ Vu Lan báo hiếu, với tấm lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, hôm nay
hậu duệ đặng tộc Kinh Châu chúng tôi tụ hội về đây, kính cẩn dâng hương, long trọng khánh thành nhà thờ tổ. Trước hết, thay mặt toàn thể con cháu đặng tộc Kinh Châu, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến đây để chung vui cùng họ tộc chúng tôi. Hội đồng đặng tộc Kinh Châu nhiệt liệt chào mừng toàn thể bà con, chú bác, anh chị em, con cháu dâu rể nội ngoại từ khắp mọi miền của đất nước đã về đây, làm cho buổi lễ càng thêm ấm cúng, linh nghiêm, thắm đượm nghĩa tình của dòng tộc. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể gia tộc, khoảng 500 năm trước đây, hai vị thủy tổ đặng tộc Kinh Châu là hai cha con ông Đặng Hữu Nhân và Đặng Hữu Tăng đã đặt dấu ấn đầu tiên của họ Đặng tại nơi này. Từ huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh di cư vào, phát hiện đây là vùng đất địa linh với vị thế đẹp, các cụ đã ở lại định cư và lập nghiệp. Khi đó, vùng đất này còn hoang sơ, tổ tiên chúng ta đã phải vượt qua bao nguy hiểm khó khăn để khai hoang, tạo dựng được địa danh an nghiệp và truyền lại cho con cháu chúng ta như ngày hôm nay. 15 đời gắn bó với Bình Minh Trang xưa, làng Kinh Châu ngày nay, do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, nên đặng tộc Kinh Châu vẫn chưa có nhà thờ riêng để thờ tổ. Việc thờ cúng tổ tiên và các hoạt động dòng họ được thực hiện ở nhà trưởng họ. Mãi đến năm 1993, năm Quý Dậu, với sự khởi xướng của ông Đặng Phàn và các bậc kỳ lão trong họ, cùng sự đồng lòng của toàn thể con cháu, nhà thờ đầu tiên của dòng tộc mới được xây dựng. Từ đó, các vị tiền nhân thủy tổ của dòng họ được thờ cúng hàng năm chu đáo, nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm tháng, với sự bào mòn của thời gian, khắc nghiệt của thời tiết, nhà thờ họ Đặng cũng đã xuống cấp. Bởi vậy, cả dòng họ đã từ lâu vẫn đau đáu ước nguyện tu tạo, dựng xây lại nhà thờ họ để con cháu có nơi thờ tự lâu dài, khang trang, đẹp đẽ hơn, phù hợp với sự phát triển của dòng họ. Ước nguyện trăn trở ấy được thể hiện mạnh mẽ nhất và trước nhất ở ông Đặng Xuân Huệ và các thành viên hội đồng đặng tộc. Ngay từ dịp đại lễ mùng 1 tháng Chạp và Tết Nguyên Đán vừa qua, ông Đặng Xuân Huệ tuyên bố công đức trước mắt 700 triệu đồng, huy động tối đa sự đóng góp của con cháu, thiếu bao nhiêu ông sẽ lo hết. Đến nay, riêng ông Đặng Xuân Huệ và bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã đóng góp 1 tỷ đồng. Đây chính là ngòi nổ đầu tiên tạo động lực, khí thế và niềm tin cho cả dòng họ và để hội đồng đặng tộc quyết tâm xây dựng nhà thờ và ban thường trực vững tâm triển khai thi công. Như điểm trời Phật sắp đặt và sự linh thiêng phù hộ độ trì của tổ tiên, khi kế hoạch xây dựng nhà thờ họ được khởi xướng, lập tức được tất cả mọi người đồng lòng nhất trí hưởng ứng với quyết tâm cao. Mọi người đều có tâm hướng về dòng họ, tùy theo điều kiện cụ thể của mình, danh sách đóng góp công đức ngày một dài thêm. Cho đến hôm nay, con cháu đã đóng góp cúng tiến gần 1.800.000.000 đồng. Nhiều gia đình nêu gương đóng góp ngay từ ngày đầu, như gia đình các ông Đặng Văn Đức, Đặng Văn Thuần, Đặng Văn Hiển, Đặng Kim Trọng, Đặng Văn Cần, Đặng Thanh Trà, Đặng Vĩnh Khuê, Đặng Văn Hồng, Đặng Công Thành, Đặng Thanh Huấn. Ngoài định mức quy định, đinh ở xa 700.000 đồng, đinh ở gần 600.000, các gia đình đã đóng góp thêm, người nhiều thì 50 triệu, 100 triệu như ông Đặng Xuân Hòa, ông Đặng Thái Sơn, ít thì vài 300.000 đến 1 triệu, đã tạo nên một phong trào có sức lan tỏa trong mỗi gia đình, chi, nhánh, tất cả đều hướng về nhà thờ tổ. Dòng họ ghi nhận sự đóng góp và cung tiến từ trên 30 triệu đồng đến 10 triệu đồng của gia đình các ông bà Cao Ngọc Oánh, Đặng Văn Đức, Đặng Đình Đào, Đặng Văn Hoàn, Đinh Tiến Hùng, Phan Thị Hương, Đặng Thị Tiến. Từ 7 triệu đến 5 triệu có gia đình các ông bà Đặng Công Thành, Đặng Thanh Huấn, Đặng Xuân Quyết, Đặng Văn Lưu, Đặng Văn Lệ, Đặng Hữu Thoan, Đặng Thanh Nam, Đặng Xuân Diệu, Đặng Xuân Kỳ, Đặng Nhật Quang, Đặng Tuấn Anh, Đặng Châu Bình. Với tinh thần hướng về nguồn cội, một số gia đình thuộc giáo họ Minh Tú cũng đã đóng góp để chung tay xây dựng nhà thờ họ.
ông Đặng Vĩnh Khuê 1 triệu đồng, cha con ông Đặng Văn Hồng 1 triệu đồng, gia đình ông Đặng Văn Ngọc 1.800.000 đồng, ông Đặng Hạnh 1 triệu đồng, ông Đặng Sơn 500.000 đồng, ông Đặng Minh Hiền 500.000 đồng. Hội đồng Đặng Tộc Kinh Châu trân trọng cảm ơn và quý xin tổ tiên phù hộ, cầu Chúa ban phước lành cho gia đình các ông bà, anh chị. Ông Đặng Thiến ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã 104 tuổi, sức đã yếu, xa quê gần nửa thế kỷ, vẫn một lòng hướng về tổ tiên. Dịp đại lễ đã gửi về tâm cúng 500.000 đồng. Ông Đặng Văn Thảo, 94 tuổi, đã lấy tiền mừng tuổi của con cháu Tết vừa rồi để đóng góp. Hôm nay, ông Thảo không còn nữa. Ông đã về với tổ tiên ông bà. Nhưng tấm lòng của ông, con cháu Đặng tộc còn nhớ mãi. Trân trọng biết bao, tấm lòng của nhiều dâu rể đối với tổ tiên họ tộc. Từ Hà Nội, ông Cao Ngọc Oánh đã sớm gửi về đóng góp 30 triệu đồng. Anh Đinh Tiến Hùng đóng góp 10 triệu đồng. Anh Phan Văn Hành 2 triệu đồng. Bà Nguyễn Quý Hòa, vợ ông quá cố Đặng Oanh, xa quê đã nhiều năm, từ Thái Nguyên xa xôi vẫn một tấm lòng hướng về nguồn cội. Dịp đại lễ, hai con gái của bà đã gửi về đóng góp 3 triệu đồng. Dịp này, bà đã cùng gia đình các ông Đặng Thanh Huấn, Đặng Đình Đào, Đặng Minh Tiểu, Cao Ngọc Oánh cung tiến nhà thờ họ một ngai thờ bằng gỗ và một cặp hạt bằng đồng trị giá 15 triệu đồng. Nhiều người con gái họ Đặng tuy đã xuất giá tòng phu, phải có trách nhiệm chăm lo cho họ bên chồng, nhưng biết tin họ xây nhà thờ đã gửi về công đức góp sức cùng dòng họ. Tiêu biểu là bà Đặng Thị Hiền 7 triệu đồng, bà Đặng Thị Phú 2 triệu đồng, Đặng Thu Hà 5 triệu, Đặng Bích Ngọc 5 triệu, Đặng Tuyết Lan 3 triệu rưỡi, Đặng Diệu Hương 3 triệu rưỡi, Đặng Thủy Giang 5 triệu. Cháu Đặng Thị Thanh Phương, giáo họ Minh Tú, mặc dù còn khó khăn, vẫn hăng hái đóng góp 800.000 đồng và là một trong những người đóng góp đầu tiên. Hôm nay, cháu là người dẫn chương trình chào mừng. Họ tộc chúng ta ghi nhận, biểu dương và mong muốn nhân rộng những tấm gương đẹp đẽ như thế. Đặng tộc Kinh Châu trân trọng cảm ơn ông Dương Văn Thanh đã ủng hộ 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Long ủng hộ 50 triệu đồng. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình ủng hộ 100 triệu đồng. Và các ông Lương Minh Tính, Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Việt Phong, Phạm Hạnh, Trần Lệ Hướng, Nguyễn Thị Lan Hương, Dương Thị Kiều Vân, Nguyễn Văn Phú, Trần Trọng Quang đã tâm cúng từ 5 đến 3 triệu đồng. Dòng họ chúng tôi rất cảm động và mãi mãi biết ơn tấm lòng của nhiều bà con ngoài dòng tộc, như gia đình các ông bà Phan Thị Vân, Nguyễn Hòa, Nguyễn Văn Ninh, Hoàng Văn Thành đã đóng góp tiền bạc, công sức, mang từng thùng bia, chai rượu, nồi cháo, con cá, dĩa lòng đến động viên đội ngũ thợ trong quá trình thi công. Quý xin tổ tiên phù hộ cho cháu con, phù hộ cho tất cả những ai có tấm lòng vàng như thế. Dòng họ Đặng sẽ mãi mãi ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người trong và ngoài họ. Danh sách đã được ghi lại trong bảng vàng công đức để lưu truyền mãi mãi về sau. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể gia tộc, được sự nhất trí của toàn thể con cháu, Hội đồng Đặng tộc quyết định khởi công công trình vào ngày 12 tháng 2 Mậu Tuất, tức là 28 tháng 3 năm 2018. Quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa bão, tổ chức khánh thành vào rằm tháng 7, nhằm thỏa mãn ước nguyện báo hiếu của cháu con đối với tổ tiên và các bậc sinh thành. Đồng thời cũng là để thỏa mãn ước nguyện cầu mong cho linh hồn các bậc tiền bối được siêu thoát, thanh thản và mỉm cười nơi chính suối. Chúng tôi nhận thức rằng, nhà thờ họ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh với đa số người dân Việt Nam. Bởi nhà thờ họ là thế giới thu nhỏ của các vị tiền nhân thủy tổ trong một gia tộc, nơi hội tụ hồn thiêng dòng tộc, nơi con cháu hướng nhìn hàng ngày, cảm nhận được sự ấm áp gần gũi của cha ông đang dõi theo mọi việc làm của con cháu, để ngăn ngừa điều dữ, phù hộ độ trì mọi việc được hanh thông an thái. Nhà thờ họ là nơi thờ cúng tổ tiên,
nơi ngày giỗ ngày Tết, con cháu tụ hội cùng nhau kính cẩn dâng hương lễ vật, kính cáo với tiền nhân những thành tích của thế hệ đang sống, bày tỏ ước mong được sự phù hộ độ trì chở che cho muôn đời con cháu được phúc ấm mãi dài. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ, bổ sung gia phả, gia pháp, duy trì bản sắc dòng họ, và cũng là nơi vinh danh, lưu danh các bậc hiền tài, dạy công dạy đức trong họ để con cháu mãi mãi noi theo. Dòng họ càng lâu đời, cháu con càng đông đúc, kẻ bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp ở phương xa. Thế nên, nhà thờ cũng là nơi cháu con gặp gỡ, là mái nhà chung cho hết thảy những ai có tâm lòng luôn hướng về nguồn cội. Nơi đây, chúng ta nhận họ nhận hàng, ta nghiền ngẫm nghĩ suy về ước nguyện của bao đời công đức để mà dốc sức noi theo. Nơi đây, chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tạ tổ tiên, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, lúc đói khi no, khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời. Ý nghĩa của nhà thờ họ lớn lao như vậy, cho nên tiêu chí đặt ra là phải tôn nghiêm, đẹp đẽ, cao ráo, thoáng đãng, tiện lợi. Kiến trúc vừa truyền thống, cổ kính, nhưng đồng thời phải mang được dáng dấp hiện đại. Làm thế nào để công trình tồn tại hàng trăm năm mà không lạc hậu? Đó là nỗi ước mong, là niềm trăn trở của con cháu. Từ những tiêu chí này, kiến trúc sư Nguyễn Thanh Vân đã thiết kế nhà thờ họ hai tầng với hình dáng mô phỏng và cách điệu chùa một cột, với mái cong gam màu vàng chủ đạo. Kiến trúc, đường nét, màu sắc nhà thờ tạo nét tôn nghiêm nhưng cũng rất ấm áp, gần gũi với con cháu. Tầng 2 là nơi thờ cúng tổ tiên, có 3 gian thờ. Gian chính giữa là nơi thờ tự ba ông Thủy Tổ, Đặng Hữu Nhân, Đặng Hữu Tăng, Đặng Hữu Thóc và các bậc tiền nhân của 4 nhánh họ. Phía trên là bức Hoành Phi, vạn cổ anh linh. Hai bên là câu đối: đức xưa dày lưu gốc cành muôn thuở, nền nay vững để hương khói nghìn thu. Gian phía tây là nơi thờ Đức Phật và Thánh Thần. Gian phía đông là nơi thờ vong linh của tầng tầng lớp lớp con cháu. Bên trái và bên phải 3 gian thờ là câu đối: huyết mạch họ Đặng trường tồn cùng đất nước, vinh quang dòng tộc còn mãi với thời gian. Tầng 1 là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, nơi gặp gỡ hội tụ của con cháu. Tầng 1 không xây bao để tạo sự thông thoáng và chống dòng nước chảy xiết mùa mưa lụt. Hai cầu thang phía trước để kết nối hai tầng với nhau, đó cũng là sự kết nối giữa quá khứ với hiện tại, là đôi vòng tay của tổ tiên ông bà ôm ấp chở che cho đoàn con cháu, là đôi bàn tay của cháu con thể hiện sự thành kính, biết ơn, ngưỡng vọng tổ tiên. Ý nghĩa rộng hơn thì hai cầu thang là đôi bàn tay của đất và trời, của sông và núi, của mẹ quê hương ôm ấp chở che cho nhà thờ và cho tất cả chúng ta. Cổng nhà thờ bề thế, sang trọng, vừa dân tộc vừa hiện đại, với cặp câu đối: khai canh công thần lưu hậu thế, từ đường Đặng tộc sáng tiền nhân. Nhà thờ mới được xây dựng sát ngay trước mặt nhà thờ cũ, vừa để đúng vị trí và hướng mà thế hệ trước đã chọn, vừa thể hiện sự trân quý, bảo tồn di sản văn hóa mà cha ông để lại, đồng thời mang ý nghĩa biểu tượng của sự kế thừa, tiếp nối không ngừng nghỉ của dòng máu Đặng tộc. Trước mặt nhà thờ, bên trái lối vào là khối đá tự nhiên nặng 8 tấn mua từ Thanh Hóa, được khắc chạm đầu rồng và những dòng chữ để lại cho con cháu muôn sau. Phiến đá uy nghi vừa là điều tốt lành theo quan niệm phong thủy, vừa là biểu tượng cho sức mạnh, sự trường tồn của nhà thờ họ nói riêng và Đặng tộc Kinh Châu nói chung. Sau tròn 6 tháng thi công, vượt qua thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, vượt qua mọi khó khăn, đến hôm nay, nhà thờ họ đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng về kỹ thuật cũng như mỹ thuật theo thiết kế và yêu cầu của Hội đồng Đặng tộc. Bao tháng ngày mong đợi, đến hôm nay,
Trước mặt chúng ta là ngôi nhà thờ tiên tổ lộng lẫy khang trang, cổng nhà thờ bề thế uy nghiêm, ấm lòng tổ tiên và mát dạ cháu con nội ngoại. Để có được công trình nhà thờ họ khang trang lộng lẫy như hôm nay, họ tộc chúng ta vô cùng cảm động và xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ông Đặng Xuân Huệ, một người con tâm huyết, trách nhiệm, hào hiệp, đã và đang làm hết mình vì dòng họ quê hương. Xin được khắc ghi tên và công đức của anh lên mặt đá, và tấm lòng của anh mãi mãi được khắc ghi trong trái tim của mỗi người con dòng họ quê hương. Xin cảm ơn toàn thể bà con nội ngoại, dâu rể dòng tộc. Trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm và tất cả những người yêu quý đặng tộc Kinh Châu đã ủng hộ, cung tiến, đóng góp tiền bạc, hiện vật, công sức cho nhà thờ họ Đặng chúng tôi. Dòng họ ghi nhận công lao của các vị trong hội đồng đặng tộc và ban thường trực, mà nòng cốt là các ông Đặng Văn Cần, Đặng Kim Trọng, Đặng Thanh Trà, đặc biệt là ông Đặng Văn Hiền với vai trò chủ tịch hội đồng đặng tộc phụ trách công tác thi công. Mặc dù tuổi cũng đã cao, bận rộn với nhiều việc gia đình, nhưng ngày nào các ông cũng thay nhau có mặt tại công trường để giám sát, chỉ đạo thi công xây dựng. Dòng họ cũng mãi mãi ghi nhận công lao của anh Đặng Văn Hiệu, cháu Cao Viết Hoàng, và xin chân thành cảm ơn các đoàn thợ rất nhiệt tình, trách nhiệm, miệt mài vượt qua mọi khó khăn trong xây dựng để hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm kỹ thuật cũng như mỹ thuật. Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của tập thể Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Châu Hóa đã dành cho dòng họ chúng tôi, đã động viên thăm hỏi trong quá trình xây dựng. Trước lễ khánh thành đã trồng lưu niệm một cây cảnh tự nhiên rất đẹp và ý nghĩa. Tấm lòng ấy chúng tôi mãi mãi khắc ghi. Xin trân trọng cảm ơn con cháu bà quá cố Đặng Thị Cấp ở Quảng Trung đã dành những tình cảm yêu quý đối với đặng tộc Kinh Châu, đã tặng bức tranh Vinh Quy Bái Tổ rất đẹp và rất ý nghĩa. Xin cảm ơn chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Bình cùng các chư tăng chùa Phước Sơn, câu lạc bộ ca trù Phong Châu, đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Bình, nhà hàng, bộ phận âm thanh loa máy đã giúp họ tộc chúng tôi tổ chức lễ cầu siêu và khánh thành nhà thờ họ đúng nghi lễ, tôn nghiêm và thật vui tươi ấm áp. Chúng tôi cũng xin gửi lời biết ơn chân thành tới cấp ủy, ban lãnh đạo thôn Kinh Châu, các dòng họ trong làng cùng toàn thể bà con lối xóm đã nhiệt tình ủng hộ, động viên, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình này. Trong suốt quá trình thi công, không thể tránh khỏi những phiền phức cho bà con, cũng như việc tiếp đón các vị đại biểu khách quý hôm nay không thể không có khiếm khuyết, xin được bà con và các quý vị lượng thứ. Kính thưa các quý vị, thưa toàn thể gia tộc, nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ, chúng ta thật tự hào. Với sức mạnh đoàn kết, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, chung lòng chung sức, với một lòng tâm nguyện tri ân tiên tổ, chúng ta đã hoàn thành ngôi nhà thờ họ cao ráo, đẹp đẽ, khang trang, thỏa lòng mong mỏi. Từ đường đặng tộc Kinh Châu uy nghiêm, một công trình văn hóa tâm linh, là ngôi nhà chung thiêng liêng của dòng tộc, là tài sản vô giá muôn đời để lại cho con cháu phụng thờ. Thật đúng là địa linh tụ khí xây lại tổ đường, tử tôn phụng thờ trường thâm phúc lộc. Trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta trịnh trọng tuyên bố trước chính quyền, làng xóm cùng toàn thể gia tộc khánh thành nhà thờ họ Đặng Kinh Châu. Dưới mái ấm tử đường, trước linh thiêng tiền tổ, chúng con hậu duệ đặng tộc Kinh Châu xin nguyện tiếp bước ông bà tổ tiên, mang hết tài năng tâm sức xây dựng gia đình, dòng họ, làng xóm, đất nước ngày càng phát triển, duy trì nền nếp gia phong, vun đắp cho phúc đức dòng họ cao dày mãi mãi. Chúc từ đường đặng tộc chúng ta mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững. Chúc toàn thể gia tộc đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chúc cho sự đoàn tụ của đại gia tộc chúng ta thật hạnh phúc, viên mãn. Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. We'll be right back.
Việt Nam đã mấy ngàn năm cùng giang sơn sáng tác trường tồn. Đặc tộc Việt Nam xứng danh tự hào, tiết kiệm cương trung trong phần yêu nghiệp, cùng muôn dân trong họ hào hùng. Những anh hùng tiền hạnh chiến công, những danh nhân thô đẹp sông núi, làm vang danh dòng tộc, làm vang danh non sông. Sĩ Ngọc Mai sẽ gửi đến quý vị bằng ca khúc Kinh Châu Tình Mẹ, âm nhạc Hoàng Song Hương, lời thơ của Cố Đặng Phàn. Vùng quê non nước hữu tình, bên nước sông quê, bên nước sông quê mẹ tôi, chiều chiều ra ngóng đời, đời con đi bộ đội mai trước. Thank you.
chứa tình đời trong câu ca nốt nhạc.
tiếng hát hát tiếng mô. Quảng Bình người ơi, số nặng nghĩa tình. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Đảng tộc Kinh Châu, và ông Đặng Xuân Huệ, nhà tài trợ chính, lên tặng hoa cho các nghệ sĩ và diễn viên. Xin trân trọng cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ơi Quảng Bình ơi, đầm sâu bao nỗi nhớ, dạt dào bao yêu thương. Quảng Bình.